Rồi, chào anh em buổi sáng nha. Đây là một con máy DC60 nha anh em. Đó, em mới làm theo phong cách cực kỳ mới lạ luôn ha. Đây, nó về cho anh em xem nha. DC60. Quá đẹp luôn nha anh em. Rồi, đây là một con DC60 nha anh em. Em cũng mới vừa làm xong nha, giờ để quay cho anh em xem nha. Đây là một siêu phẩm mới ra lò luôn ha. Đây, này là em đã dọn mới nguyên chiếc rồi ha. Anh em cứ mua về rồi là xài thôi. Rồi, sơ sơ đây nha anh em, DC60. Em đã dọn mới nguyên chiếc luôn, anh em luôn. Đây, bông cuốn ở đây ha. Quạt cũng đầy đủ. Cái máy này là máy Thái nha, em mới làm lại ha, máy nhập từ Thái, làm sẵn chiếc cho anh em xem lúc mà hoàn thành. Anh em muốn độn gì thì em cũng làm miễn phí cho anh em nha. Điện chân ở đây đó, làm đẹp đẽ luôn ha. Bồn là bồn mới hoặc bồn cũ thì nha, em sẽ làm lại cho anh em. Còn một số tem của nó giữ nguyên lại. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ em ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, bên em dễ nhận diện nha.